Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay Lệ Minh live sớm. Bữa nay dậy sớm đi vô trong thành phố. Lâu lắm rồi mới vô lại thành phố. Là trung tâm của thành phố, cái thủ đô của tiểu bang Arizona anh chị em các bạn. Cho nên sẵn dịp live stream để anh chị em các bạn thấy đời sống ở bên đất Mỹ như thế nào. Anh chị em các bạn biết trong những ở bên Mỹ này, trong những cái khu mà gọi là downtown, trung tâm của thành phố, mà những cái khu mà gọi là capital, thường thường vào đó mình mới nhìn thấy cái mô hình xã hội và đời sống người dân sự nó lộ rõ như thế nào. Tại mọi thứ nó đều quy tụ về trung tâm của thành phố hết. Trung tâm những cái thành phố đô thị lớn, nó người dân họ sống, họ làm ăn hay là họ giao dịch những cái mua bán thương trường cơ sở rồi cũng vậy. Anh chị em các bạn làm ăn, mình đi xuống vào những cái trung tâm đó, mình sẽ thấy cái sự phát triển và cái đời sống của người dân nó lam lũ như thế nào, nó lộ rõ ra hết. Đây là một cái gọi là thành phố Phoenix, là cái trung tâm thủ đô của Arizona. Anh chị em các bạn thấy người dân họ đứng họ xếp hàng, cái tội lắm. Anh chị các bạn biết những ngày này trời nắng nóng 110 đến 115 độ, họ đứng, các bạn biết, họ chờ bất cứ có ai có công ăn việc làm gì thuê họ. Nếu mà tôi chỉ cần ngừng xe là thôi, là nó gõ cửa cộc, nó hỏi có cần cái gì nó làm không, nó làm những công việc gì mà mình thuê nó là nó làm. Đông lắm, các bạn biết, rất là đông. Những cái dân này họ không có công ăn việc làm ổn định, đời sống của họ đó, họ chờ, họ kiếm các bạn thuê lau nhà, lau cửa, quét rác hay là dọn dẹp, cái gì họ cũng làm chứ. Đời sống họ đứng ngay ở mấy cái góc chợ như vậy nè, cái đặng mà họ chờ những cái người nào đó họ đi ra đây họ mua đồ gọi là đồ supply, đồ xây dựng thế này kia đó. Rồi họ chờ để đặng mà thuê họ làm những cái công việc gì họ có thể làm. Anh chị các bạn thấy họ đứng đó tới chiều vậy đó, tới chiều 4-5 giờ. Các bạn thấy rất là tội nghiệp đời sống của những cái người dân lao động phổ thông. Trong đây là những cái trung tâm thành phố nha anh chị các bạn. Bây giờ Lệ Minh sẽ đi xuống những cái khu vực đô thị của thành phố. Một lát Lệ Minh sẽ đi xuống cái vùng khu những người sống vô gia cư. Bữa nay tại sẵn dịp đi vô thành phố có công chuyện á, Lệ Minh sẽ quay để chị các bạn thấy. Mình chỉ chạy xe vậy thôi, mình đảo thôi là nó quắt tay lên, nó không, mình ngừng lại là nó gõ cửa xe cộc, nó hỏi coi có cái gì cho nó làm không. Các bạn thấy đời sống vất vả chăm bề chứ không phải giỡn đâu. Nước Mỹ mà có nhiều tụi, mấy cái tụi giống như Jason, AQ, rồi sơn tai color luôn, mấy cái thành phần mà chống phá đất nước, mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp bao que sổ lá ở bên Mỹ này, tụi nó mất dạy lắm, tụi nó khốn nạn lắm, nó muốn đẩy cái đất nước dân tộc mình vào trong cái lam lũ và đời sống nó đẩy cái xã hội mình vào trong cái sự rối loạn anh chị em các bạn đó. Tụi nó rất là khốn nạn. Bởi lần nhiều khi tôi thấy mấy cái đám đó mà nó lên mạng, nó dở trò đạo đức giả của nó, rất là bực mình. Mà lại có nhiều một số người lại ủng hộ cho mà che chở cho tụi nó nữa, mình bó tay, mình lấy làm đáng tiếc. Có một số người lại che chở cho thằng AQ thì tôi phải nói là tôi không hiểu đâu luôn. Có mấy lần tôi đi nói chuyện với một số anh em trong nước lại tìm cách bao che cho thằng AQ, cái lũ mất dạy đó, thì tôi bó tay luôn. Cho nên tôi quay để anh chị các bạn thấy đời sống của con người ta ở đất Mỹ này nó không phải giống như một cái thiên đàng mà anh chị các bạn nghĩ đâu. Trong khi đó ở Việt Nam bây giờ đời sống con người ta càng lúc ăn nên làm ra. Tôi nói anh chị các bạn ở bên Mỹ này, mà đi ra những chiếc xe mà vô trong những khu này đó, các bạn thấy không, xe mà bạc sơn màu rồi mà người ta còn không có tiền để sửa để sơn lại đó. Người ta chạy như vậy. Ở Việt Nam dễ gì mà anh chị các bạn thấy được những chiếc xe như vậy.
bên Mỹ này hư xe hư hao, nhiều khi nó không có khả năng nó sửa chữa, nó để chạy vậy đó các bạn thấy không, là mớp méo bể bể rộng bể dè, tiền sửa chữa bên này nó rất là mắc các bạn nhìn thấy không. Bữa hôm kia tôi quay có một chiếc thôi, bữa nay tôi quay lại còn rất là nhiều chiếc xe nó cũ mà nó người ta, bởi vì xe hơi bên này các bạn đừng có nghe lời mấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, nó là cái phương tiện người ta chỉ biết làm sao nó nổ máy, nó nổ máy là họ chạy không các bạn coi nè. Đó, những chiếc xe đó, đời sống dân trung lưu trong này họ miễn sao chiếc xe nó lăn bánh được là họ lên họ chạy à. Đấy các bạn thấy đó, ở Việt Nam xe cũ cũ chứ người ta cũng chùi rửa sạch sẽ sơn bóng lại, anh chị em các bạn thấy những cái khu dân cư như dân sự như thế này mình vô mình mới thấy được đời sống người ta lam lũ như thế nào. Còn mà cứ đi quay mấy cái khu mà của mấy thằng giàu nó ở thì nói gì nữa. Mấy thằng giàu ở Mỹ tụi nó ăn nên làm ra rồi, các bạn nghĩ đi, nó ăn trên đầu trên cổ những cái người dân trung lưu rồi, đời sống ở Mỹ mà. Các bạn thấy những người họ đi kiếm cái lao động phổ thông để đặng mà họ sinh sống. Còn ở Việt Nam các bạn nhìn thấy nhân cầm về bạn bè anh em ở quê nhà lúc nào cũng tấp nập hết đó, anh chị các bạn thấy nó ngồi vậy đó, nó ngồi đầy đường vậy đó. Đấy, nó ngồi đầy đường vậy đó để đặng mà nó kiếm công ăn việc làm đời sống. Đấy, anh chị các bạn thấy lam lũ lắm. Vào đây là trung tâm, nó gần trung tâm của thành phố đó. Vô đây mình mới thấy bộ mặt thật của cái đô thị, cái xã hội. Còn những cái vùng nhà ở ngoài kia nó phát triển đâu qua đó, tại tụi kia nó trả tiền dịch vụ cho nó rồi, tiền nào của nấy mà. Anh chị em các bạn thấy đó nè, đó, homeless đó. Mẹ ơi, bữa nay nó ra tới đây rồi. Nó che liều nó ở. Dễ sao? Đó, dân homeless đó, các bạn thấy bữa nay nó che liều tới đây nó ở nè. Ghê không? Khủng khiếp rồi. Man, bây giờ chạy mới thấy chứ. Tại lâu lắm rồi, Lại Minh hồi lúc trước hay ở trong này hay vô trong đây lắm. Hồi xưa tại mình có chung cư cho thuê ở trong này, mình gần như là ngày nào cũng phải vô hết đó. Rồi từ khi bán rồi mình không có vào nữa. Mai Phước bán trước khi cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp nó quậy mình, chứ không thôi là còn là nó lại nó đập nát hết. Mấy thằng này nó côn đồ lắm. Nó mà biết mình ở đâu địa chỉ rồi nó lại nó phá, ăn ngủ không yên chứ nữa. Nó khốn nạn lắm. Nó đi rêu rao dân chủ, anh chị các bạn thấy không? Xe cổ người ta chạy nó bạc màu ở trên cái nắp vậy đó, mà họ đâu có khả năng để sửa lại đâu. Cứ để gì chạy chừng nào, nhiều khi tôi nói anh chị các bạn, có những chiếc xe nhiều lúc mình thấy nó chạy cái gì, nó không có cái nắp capo luôn. Nhiều khi cái chân của nó đằng sau bị bể á, nó không có tiền nó sửa, anh chị các bạn biết, nó lấy cọng dây nó cột nó gàn lại nó chạy. Thấy giờ thấy tội lắm kìa, thấy giả man lắm kìa. Đời sống các bạn thấy. Wow, bữa nay homeless nó tấn công vô ra tới ngoài này là dữ dằn lắm rồi đó. Cái nãy nó che liều đó đằng đó nó ở. Là mình thấy cái tình trạng mà đời sống nó càng lúc nó càng khó khăn. Anh chị em các bạn thấy bữa nay nó dân liều của đó nó ngủ rồi. Nó dân liều ra tới đây là dữ dằn lắm rồi đó, nó dân liều theo chỗ đó vậy là dữ rồi. Thì một hồi nữa là mình sẽ xuống dưới cái khu downtown để anh chị em các bạn sẽ thấy. Vô trong đây hả, dân Mỹ nó đi ăn xin, nó đứng mấy cái góc đường ngã tư vậy nè. Bữa nay không thấy nó đứng nè, có mấy thằng nó đứng ăn xin. Cảnh sát chắc nó lùa đi rồi. Chắc là cảnh sát nó lùa đi. Nó đứng ở mấy góc đường nè. Anh chị em các bạn thấy đời, đây là nhà chung cái khu gọi là Phoenix đó anh chị em các bạn. Vô trong kia là người Việt ở trong đây đông lắm. Nó đông thì cũng không có bằng ở mấy tiểu bang khác. Vô trong chạy khoảng chừng 15 phút nữa nó có chợ, nhà hàng người Việt được. Một chút nữa tôi sẽ quay cái khu mà nhà hàng người Việt, có người Việt mình ngồi xin ăn đi ngoan, anh cho em đồng. Sớm giờ đói bụng.
chạy khoảng chừng 10 phút nữa là tới cái khu của người Việt mà họ ở vòng vòng nhà ở trong đây nó cũng 50 năm 40 năm từ 30 năm trở lên cũ. Nhà trong đây nó lô, xin lỗi, mình có điện thoại cho nên nó bị rớt mạng. Một lát nữa là mình sẽ xuống dưới cái khu trung tâm, bữa nay là mình sẽ đi xuống quay cái khu hành chánh tòa án, lại mình sẽ đi vô trong tòa án để anh chị các bạn thấy được cái những cái mà về dân sự ở nước Mỹ nó như thế nào. Hello, hơi lại mình ngưng ở đây, tại là mình có điện thoại. Chào anh chị các bạn, hẹn gặp sau nha. Một lát nữa mình sẽ quay tiếp màn 2 cảnh 2. Mình sẽ còn màn 3 cảnh 3. Chào anh chị các bạn. Bye bye.